Đi kéo. Qua kiếm bao nhiêu? Qua kiếm bao nhiêu? Ok. Let's go, em chưa có giáp nữa. Lại đi, lại đi, lại đi. Lại đi, lại đi. Rồi đi. Em ngồi trên này nguy hiểm lắm anh. Ha. Ủa anh ấy. Anh ấy không vô đúng em vậy. Mẹ AK thì không không PBU vậy. Ai có ai thấy nước không? Có ai thấy nước không? Có ai thấy nước không? Đây nè. Qua đây. Ai đi theo ngu vậy? Này. Nghe cây nè. Nghe cây nè. Để em. Không lấy à? Đổ xe đi. Không lấy à? Đổ xe đi. Không lấy à? Lấy gì? Đổ xe rồi. Thôi bỏ ra. Hay quá. Bao mình đó, bao mình đó. Ông tới đây rồi nè, ông tới đây rồi nè. Ừ, tới đây nè. Đây là bắn ông ấy hay hay là để ông ấy bắn vậy? Ừ, nhiều phải bắn ông rồi. Bắn ông chưa? Ông chấm, ông chạm ông mình rồi. Sắp tới rồi đó, ông sắp tới rồi đó. Ông gần rồi đó. Sao đi cả ba người cùng phải. Chờ mời 4-6 nha, cẩn thận ông, nha. Ông đâu bên đồi nè, ông đâu bên đồi nè. Ông ở dưới đồi em ơi, dưới thung lũng này nè. Ông cười. Rồi thấy là dưới đồi này. Mới thấy chạy sẹt qua. Chạy lên rồi, chạy tới rồi. Cục đá. Thấy rồi. Thấy. Dưới đồi, sau lưng anh đó. Định đâu có bắn đâu, để bắn cho xong đi không, mà nó quay là ông táp anh chúng. À, tích chạy sắp chơi. Ủa, cấp 6 đâu rồi? Anh đâu lấy? Anh lấy cấp 3. Ai lụm lẻ vậy? Ông kia kìa. Im re là biết rồi. Nè, cấp 6 nè. À, bắn đi. Mình đâu có bắn cái đâu nè. Mời tôi bắn cấp 6 nè. Đây. Sơ lưng nè. Sơ lưng. Ở đây nè. Ui. Đây nè. Đâu. Bên kia đội. Đứng giữa đường chưa của. Đi cấp 3. Một viên. Trời ơi, nó bị thằng khác bắn, mang ice. Sai. Dưới nó. Nó bị khi khét mạng, em thấy em bị thằng khét mạng rồi. Nãy kia bắn hướng nào kìa? Hướng này nè. Ok. Nó gần đây em trước mặt đó. Rồi thấy nghe tiếng rồi. Em đây này trước mặt em à. Thấy lũ nó cung ke mà em đâu kìa anh. Nó chạy đến em nè. Ủa nó ke chưa. Ủa tụi này nãy tưởng chết hết rồi. Chắc hai team quá. Hai team. Mặt em luôn. Xong đá xong. Má cái. Ê gần anh nè. Gần anh. Nó bắn ghê lắm luôn á. Trời ơi, má chạy tới đây rồi. Hai thằng. Thằng này bắn ghê vậy. Mấy em tụi có 2-3 thằng. Mấy em lo đứng ở kỳ dẫu.
chào em. Ồ, vậy là hai tiêu lần hết ta. Hai tiêu. Giống như con thiếu thân là vật cho vui thế chắc hay sao? Một team người lớn nhưng team trẻ trâu. Rất may mà chọn nít không hả? Team trẻ trâu thì bị gạt, còn team người lớn. Ủa dạ? Ghê. Nào. Bọn nào? Bọn mà vừa giết mình á? Không mà con nít nít mà. Bạn quá như dán chờ xíu nhé. Em muốn dán đều cũng có vậy mà tiền nhiều. Tạm. Một tay cầm hộp quẹt, một tay dán. Biết sao cầm hộp quẹt không? Đợi dán hư đốt xe luôn. Má mấy người đó giàu ghê hả? Ừ, xuất nhập khẩu Ủa? Gheo mà cũng nói người ta giàu quá hả? Kỳ vậy Gheo? Nhà biệt thự mới căn ở Việt Nam rồi. Phải. Có một căn bự thiệt bự ở Chí Hòa luôn mà. Đã đúng rồi đó. Cái đó đúng nhiều anh em luôn á. Không không, người làm chứ mấy anh em. Người làm, người làm với lại body guy.
Trời cầm SKS mà không có súng, không có đạn. Nè 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 nè, mình chuẩn bị vô nè, ông chuẩn bị vô luôn nè. Rồi, nãy gia đình mình hả? Rồi, rồi, chung game, chắc luôn. Mình chưa vô mà. Đúng rồi. À, kêu hỏi rồi, thấy có Ngáo nè, với lại Thịnh nè. Ủa mà hai đó Việt Nam sao vô được? Không, đang solo nè, đang solo squad nè. Không, thấy trong 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 cái group đó rồi, thấy có Ngáo với Thịnh vô. Rồi, xong, vô chung game rồi đó, chung game rồi đó, chung game rồi đó. Ủa, ông chết rồi hả? À? Lại thấy ông vô game rồi mà. Ừ, cầm S12K mà không có đạn. Thôi đừng coi stream ông nữa. Mất công mình không có surprise nữa. Cứ mà có bình thường thôi. Ừ. Cho em team của ông đấy đi. Em coi không được tại trên Twitch em ơi. Cái của anh em coi còn không được hay sao cái ông coi được. Twitch á. À. Twitch. Team ông vô rồi kìa, thích khách, thích thiếu nữ. Team đó Việt Nam rồi sao vô được? Ngáo với thằng Khánh. Ồ yeah. Đổi thành thích độc tài. Em đổi đi, em đổi thích ấu dâm. Thích ấu dâm. Thích tà dâm. Thích tà dâm. Thâm tà dích. Không thấy là còn gheo thì đổi là thích lũ đít. Nhưng hay vậy. thích nở hoa. Mà biết ghéo làm gì mà để ông Tèo cũng chọc hoài ta. Thì tại em hiền quá mà. Em hiền quá mà. Trời ơi, ghéo hiền như cục đất vậy. Ghéo hiền như cục đá vậy. Người ta nói là sao Liên có gì vui không? Sao Liên có gì. Em không hiền chứ ai hiền trời. À, thì thôi cứ cho là vậy đi. Anh thấy có bao giờ em nói gì ai không? Thôi anh em ờ đi, anh em ờ. Có bao giờ chửi ai không? Có bao giờ em lóng tính với ai không? Không. Khả quan nhờ. Bồn đi. Ủa, nhảy ra nhảy ra. Sao nhảy ra vậy? Ghét nhất nhảy chỗ này luôn á. Sao lại ghét được này? Hay vui. Có bắn á. Ê, cổng bọn trên trên nhảy chỗ này luôn. Ô bà clear chỗ này hình như là không. Không có người. À không, có bọn nhảy ở khu nhà ngoài. Rồi xong mà nhảy chung với nó. Nhà này rồi. Nè. Ừ anh ạ. Kho có nha, kho 2. Nghe đâu ai nhảy trong nghe đâu. Hai kho có nha. Chết mẹ rồi. Trời té nữa chứ. Chạy sang đây đi anh. Chụp em. Chụp. Rồi thôi. Ở đó vui vẻ nhé. Ở lên đỡ cho. Để đi. Ở lên đỡ cho. À không sao. Không mất nhiều máu lắm. Có thằng hai kho. Tưởng đâu mất nhiều máu lắm. Ai ngờ. Đất nổi. Tự bật máy đi em đang chơi. Bắt cắp cút về đi. Qua. Ủa ghe bên đó luôn hả? What the fuck. Rồi xong hết luôn hả? Mẹ. Thì vậy. Ủa em với cái thằng hai kho chưa? Hai kho. Nó chạy qua đây à. Tay to đấy. Cái này nhóc.
Đi xa làm đội quá nha. Ở đây có dư cái ca nè. Ờ anh có à. Yêu là con gái hà. Yêu là con gái. Cái gì vậy? Chỗ, cái gì vậy? Chỗ chấm này có cái ca này nha, có ai lại lấy nha. Ừ. Chấm cam á. Chả dò. Ngồi buồn đứng trước sân. Đứng một hồi lại rồi, thấy sao? Mỗi chân. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cho giờ này mình thấy mình bắn hay quá. Một máy cho em. Chờ người nơi ấy. Chờ hoài đeo thấy. Ca này nè. Đâu anh? Ngay gần chỗ anh nè. Trời ơi sao vậy? À, không. Hai cây luôn, hai cây luôn. Ủa đây. That's my. Hai cây ca. Let's see. Hai cây nha. Mày nó chưa gần vậy nó kế bên rồi. Hai cây lửng, hai cây lửng. Mình coi mà. Ôi bên kia có con cây, chỗ chấm cam có con cây nữa, nó nghe nãy giờ. Không nghe. Hai cây ngay đây luôn đó. Ngay chấm anh đó. Một phát headshot. Chắc bắn double ca luôn á. Đu ca luôn á. Nên không ta. Chà cái ca đẹp vậy, họ lấy cái ca của anh Khao. Nè trả bu lên lớp nè. Xe quá à. Xe à? Anh Khao như mới lụm SKS phải không? Ừ. Đừng ngay mà. Bỏ cái ca lại. Phải có đu 1-4 lụm dùm kêu đi. Ok, thấy thì được. Anh có holo nè. Ok, cầm giùm em. Có ai muốn lấy giấm lanh của AR không? Giữ đi, giữ đi. Giữ đi, giữ đi. Anh Van lấy. Ha, mẹ ông này đúng. Cái gì cơ? Có một ông cũng là kiểu cấp 4 đây nè. Nghe nghe cái giọng giống kiểu giống cực. Xong kiểu nà nhá. Mà là sao? Không, kiểu hay hay có kiểu cấp ví dụ nhá, ví dụ cấp 4 nà. À. Có dư cái cấp 4 nè. Không. Thì tôi đây có 99 cái đúng rồi. Cấp 4 nè. Em có cấp 6 à. Ê mày lo mình đút đút nó hồi quá nhiêu qua hốt mình không ta. Nè suppressor nè. Trời ơi hấp dẫn. Con chim băng. Ê. Có ai cần máu không? 5 phết nè. Không, mình có bà. Em có dư còn BR nè. Cho mình đi. Đang lượm lượm quá nhiêu qua hốt này. Ai làm mày đang xịn mà. Anh cần hết, anh cần hết. Em Red Dot nè. Anh cần hết cái gì anh cũng cần. Cả hai nào. Nón hai. Lút 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 cái đụng phá phát một xe lên. Quái nhi ai hi hi. Ê chích pass nè, chích pass đây nè. Đâu? Chích pass đi. Có cấp 4 dư nè. Sao luôn có chích bát rồi đấy. Đáng qua 4 à. Bò vô kìa. Cho mình luôn. Bò đi nè. Vô bò đi, vô bò đi. Để coi quá nhì ông đi tới đâu rồi ta. Ủa Trinh lấy ấy không em? Lấy có 4 không? Có. Gany lúp đồ á ta.
ông chết rồi. Ủa vậy hả? Game luôn rồi. Tôi nghe cô Loan. Ông mua vé chưa? Dạ chưa. Đi thẳng lên chỗ xe này. Là sao? Mười tám, mười tám là thứ bảy á. Ê Thiện kìa, em đi lướt Thiện nha. Thì cái đó, thì ai biết mày muốn qua mấy ngày mày qua thôi. Đâu, ngày đó rẻ nhất. Có, tính ra có 100 lại mấy đô một người rồi, còn có luôn vali. Vali hả? Dạ, một sách tay với một vali. Như American Airlines hiểu vậy. Con chưa mua nó không mà con mới coi vậy. Dạ. Rồi không đi lúc thỉnh nữa. Sợ lắm. Cái này có hành lý luôn. Dạ con đang tại gì vậy? Dạ 18. À, như tới đó là 4 giờ chiều hay sao á? 4 giờ mấy chiều. Nhưng mà bắn nhau ở bên này. Dạ. Dạ. Thì 23 là thứ em có cốt 4 rồi nha. Thứ 4, thứ 5 rồi đúng không? Mà con thì cô Lan có gì cô Lan dẫn mẹ đi nha, chứ con chắc con không đi đâu. Dạ. Thì có gì cô Lan dẫn mẹ với mấy người kia đi thì con ở Arizona con chơi với bạn. Chứ còn bất hiếu. Dạ. Mẹ qua mà không dẫn mẹ đi chơi. Biết đi chơi với gái. Còn với cái. Anh đồ dạ. Nè, tại vì mình chắc mẹ ở đâu. Cái thằng đang nói chuyện điện thoại đấy em. Qua Cali thì cũng đâu biết đi đâu đâu. Dạ. Không biết, chưa biết nữa, chắc có. Mà để em coi. Bao nhiêu hết đá rồi? Lâu lắm. Giờ tiêm bao nhiêu là bên server C rồi. Hết đá được nè. Thế đang nói chuyện điện thoại em ơi, nó không biết gì đâu. Biết rồi, không biết bài. Dạ 18. Tự giác ra lấy đồ. Thứ 6 mắc kìa. Đừng có bay cuối dạ, tuần. Để mà anh mua, tại vì anh kêu lấy thẻ anh mua để anh tại mới mở cái thẻ mà. Dạ. Đừng có bay cuối tuần giá mắc lắm. Dạ rồi, dạ bay qua đây. Trời, anh Khao lo gì, con đại gia không chắc cha sao đâu. Không thiệt mà. Ờ thì đúng rồi, cuối tuần với mấy ngày lễ tôi mắc rồi. Ôi. Bắn đi em bò vô. Ơi. Xuống bắn nè em. Đó nè. Hai. Nên bỏ thẳng. Dở quá. Em thấy nó rồi mà em không kịp đấy, em núp vô không được, lúc đó trống rỗng. Này lượm thính à, này nó có đầu ba nè. Ừ, nó lượm thính. Đây lượm thính. Mấy hàng solo swat nó giết được. Nó có MK này. MK hả? Nên bắn không ta?
Bắn luôn đi. Lại phải kiếm chiếc bát. Thôi đủ rồi. Không kêu. Đen nhỉ? Top top 1 không kêu. Không biết rồi nha, hên xui nha. Bỏ vô cái vô bo luôn đi. Dạ đằng sau mình xa lắm, bơm nó xa, hơi bơm hơi bị xa. Đó, cái đó gần đó, cái đó là gần á. Nhìn mẹ vào đầu luôn kìa, thật là vấn ghê vậy. Gần khu nhà nè em. Mày lách đi, mày lách hộ đi. Lách hộ đi. Bên trái em có kìa. Trên bên trái mình trên ơi. Ừ, hả? 240, 240. Đó ngay cây kìa trên kìa. Đó, đó, đó. Ôi. What the fuck, tao lao thiệt chứ. Còn thằng cuối á, hồi đó thằng cuối, nghe cái cây này ngay nhà chó nè. Đi vô nhà chó nè. Qua nhà vuông rồi, qua nhà vuông. Chậm quá em. Đi vô nhà dài rồi. Vô nhà vuông rồi, vô nhà vuông rồi. Ừ, nhà nó nhà vuông. Đúng không? Nhà này nhà vuông mà. Ừ. Kìa chân nó kìa. Đâu? Chân nó đâu? Chân nó chạy ngang lại đấy. Trong nhà đó đó. Em không thấy hả? Nó hên dữ ta, nó bắn một cái một trúng luôn ta. Mấy trúng người, xong nó xây. Cái này mà được tốt 1. Ngồi xuống thì bị cỏ. À, mình phải bật hack cắt cỏ. Kìa, nhà kìa. Bên phải. Ơi. Hai thật. Một ba, một ba, một. Bò vô. Thấy em rồi, thấy em rồi, nhảy. Con khó trả ra được có pick. Rồi hơn nữa. Bên cửa sổ chắc luôn. Cây em ơi. Một viên vậy. Trái trái.
Trái. Trái 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 bên trái em, bên trái em. Ủa. Em bữa gì? Thôi mọi người chơi đi nha, nghỉ á. Ok em. Sao thế? Má bắn dở vừa lờ. Đủ.
Thank you.
Đây. Vô luôn, ngại gì hết bận. Vô chứ. Chết thôi. Ừ, chết thôi. Đúng rồi, chết thôi, new game. Hy vọng chắc sao gặp nữa. Rồi, thấy rồi này, rồi. Đúng rồi, bận đồ giống anh Ngáo rồi. Không có gạt gan. Không gạt nha, bắn hao em đừng gạt. Đâu có súng. Dưới hầm một người. Ê, trên đầu á, lại chơi trò cũ nha, không được. Đủ team khác nữa. Hai team mà, hai team mà. Hai team khác nhau mà. Ê, quỷ thịnh. Trời ơi, nhưng mà không chết. Quỷ khánh. Sao lưng ơi, rít ơi. Ngay gần sát anh là rít. Ngay chỗ anh là rít. Đây nè, like nè. Bắn nó luôn, bắn nó luôn. Nó lại đấm anh kìa. Gạt nó luôn. Nó đấm, nó đấm anh kìa. Đấm nè, đấm nè. Chơi không có fair play. Nó bị team khác nữa. Không có gì gì mà không chết ta. Đó chết luôn kìa. Chơi quá đấm nữa. Kỳ á. Thương ơi, Thương. Đấm. Này nha. Giết mà chết luôn à. Giết mà chết luôn à. Này nha, không có gạt nha, không có chơi gạt nha. Em không, cái này là em lại em đấm luôn nha. Ờ, không có chơi gạt nha, chơi không có fair play nha. Em đấm đàng hoàng nha, chứ em không có lấy súng em bắn à, em tự tin em bất chấp luôn mà. Chơi không có đẹp mà không chơi nha. Em nghe tới bước chương thứ tư vậy. Ủa Khánh gạt à. Ờ, Khánh qua đánh tôi luôn nè. Khoan 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 hai anh, từ từ bước đứng lại một nhịp xem nghe chứ thứ tư vậy. Chơi là mình phải fair play chứ không. Chơi là mới quá gạt. Chắc em bị khùng. Cái tiếng bước chân quái á, tiếng bước chân ông mới đang coi livestream của anh Khao không? Không. Ba 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 ba. Hello. Hello anh Tèo. Hello. Đang gác phòng buồn ngủ. Hồi nãy em kiếm em đấm anh Ngáo mà không kiếm hay Ngáo đâu. Ôi dư rồi chạy xuống, chưa lượm được cái súng là tao chết rồi. Mấy anh có gì hồi nãy còn nhiều máu vậy Khánh? Lúc mà gieo bắn á. Sao? Lúc mà gieo bắn ông còn nhiều máu kìa, có để ý không? Quá nhiều vậy? Không để ý lắm, tại vì lúc đó đang bắn anh Khao lại thấy hứng quá tự nhiên hăng máu lên. Lại đấm anh Khao luôn, bất chấp. Nhật bắn bất chấp luôn mà, đéo thèm quay lại bắn Nhật mà. Bất chấp luôn, đéo thèm quay lại bắn Nhật luôn. Quên cho chết. Tội quá. Ăn lỡ rồi sao mà chúng nó ghét nó theo nó giết hoài. Nó là sao vậy Khao? Ai biết đâu, đang cay á, tôi đang cay á. Mình chơi fair play mà nó qua đấm mình, tôi đang cay á. Ăn lỡ gì đâu mà, trên đâu bị chúng ghét đó đó. Con ngoài á đó. Qua đấm sao lại cay á. Một team. Em xin lỗi nha anh Khao, em lỡ dạy một lần, không có lần thứ hai em qua đấm anh đâu. Lần thứ hai làm lấy súng bắn luôn mà. What the fuck? Đáp trên nóc. Sao rớt quậy vậy em? Ngoài giấy rồi mà vờ mày. Rồi bầm hứa anh nào anh thằng? Thằng em thằng. Có súng nó chạy gà gà dưới vậy anh. Cũng đéo có súng luôn. Này nó xuống đỏ gì trời. Ngoài cái chuông á. Ừ. Ừ.
X4 nè, ai cầm mấy X4. Đây đây, rớt đi, rớt đi. X4 đó, bắn cái né. Trời, em nó cầm đó. Ở dưới đó có. Có em. Có hết á. Cái nhà vòm hứa N có luôn nha. Có hai đạn dưới chân em nè. Xuống luôn, mình xuống chung nè. Xuống luôn kìa. Xuống nè. Nó ngoài. Ngoài bên phải nè. Một thằng nha. Dưới chân nè. Trước mặt anh nè. Ngáo. Ngoài chuông luôn á. Xuống được không? Bỏ xuống lỗ. Bỏ xuống lỗ đi em. Không, bỏ xuống được. Bỏ xuống được, nói kêu em rồi. Em ngoài sao chuông nào, chuông nào. Chuông nào vậy? Chuông đó gì? Đó chấm nhanh á. Lần qua cứu ngáo đã. Ê, lần cứu con rồi. Đọc số đi. Chấm nhanh nó không có đúng. Đấy. Ôi, rồi sao rồi. Nó sàn vị trí rồi. Mẹ chưa, nó lên núi rồi. Trên đỉnh núi nè. Trúng viên rồi. Đỉnh núi 145. Đỉnh núi 145. Đỉnh núi 145. Có cây nữa, ngay cây nữa. Cây phía sau nữa. Ủa hai thằng hả? Em thấy rồi, bắn đi. Em lên rồi. Em lên lấy xác nó luôn đi. Sao di chuyển lẻ vậy trời? Ờ, mới có chuông mà sao lên lẻ vậy? Chuông gần đây mà, chạy lên xíu. Lẻ ghê chứ. Ê! Ờ, chuông hướng đất nữa. Chung ngoài biển vô nè. Có smoke thì mới cứu, còn không có smoke thì đừng cứu. Gần rồi. Hỗ trợ vô. Em qua. Ngay dưới cỏ à. Ngay dưới cỏ nha, dưới cỏ gần mình. Ngay sát anh luôn, bên phải. Ngay hướng anh nhìn là hướng NE nè. Trước mặt anh luôn nè. Đấy hình đẹp. Trời ốp chứ qua kìa. Còn nó đẩy vô ngáo nè. Tâm tao có hai viên chung mình thấy hết. Mấy tâm sao toàn để dưới chân không à? Tâm không có tịnh rồi. Tâm không có tịnh. Tâm không tịnh. Tâm bất tịnh. Nãy giờ xuống đéo rồi xuống cái lùm nữa. Ở trên lầu có mà em. Lầu có quá chừng. Trên cái đỉnh của Rune. Trời ơi, mới là cái giờ sao vậy?
anh Ngáo vậy là anh về quê luôn rồi hả? Không có, lên Sài Gòn à. Ủa sao nói em về, nghe nói em về quê. Hay là nghi lên Sài Gòn nên em lên luôn. Đâu, em bữa em về quê có công việc. Ồ vậy hả? Bây giờ làm cái basketball. Basketball luôn. Em bị đi Mỹ vậy anh. Nghi về nước em đi rồi. Mới làm chìm bốc lắm. Nhiều ok anh. Cô à? Cô em phải không? Rít bài lố dữ à. Thì ông chơi. Ông cứ kêu là không ai nhường. Không ai nhường bao giờ bắn solo mình. Ủa? Có tìm ngoài, tìm ngoài biển, tìm ngoài biển. Tìm ngoài biển, tìm 4 nè. Dạ, tôi vô tôi bắn cái cạnh tôi thử. Mắt tôi mở hết lên nè, tôi vô tôi muốn thử. Test cái bàn phím mới. Đó, pin cao nhảy dù vượt bộ. Tất nhiên. Đó là hố sâu là vực thẳm tình yêu. Đó là hố sâu là cạm bẫy tình yêu. Đừng vì con bướm xa hoa. Đừng dễ nên đòi. Trời ơi, nguyên khu không có gì hấp dẫn đúng không? The fuck. Qua chơi nó chưa anh em? Đi. Ủa má đang đi trên bờ biến xuống ruộng luôn. Trời heo. Bẩn chi thật. Đi chưa? Trời. Hình nè. Anh tèo là gì anh tèo? Gì anh tèo? Anh bớt giùm em nha anh tèo. Ai đông là thành thành thấy cái thành vô lên kìa. The hell. Thành thấy thành vô ai ai vậy? Cái gì? Cái gì? Biết ghê quá. Qua biển đi, qua biển đi. Nè, tụi em nó làm đúng lạnh luôn. Lạnh không anh Tèo? Không. Nhiêu độ rồi? Thiệt mà sáng anh đi làm hồi là anh phải lội lột áo phát luôn á. Nữa giờ anh ra ngoài thử đi đừng có mé tiêu lên. Ngoài hả? Biết thương. Chưa thấy ai nha. Xóa đi anh Tèo. Em nói cái gì? Nói cái gì? Anh gửi riêng cho em. Anh gửi ở ngoài room kia. What the fuck? Ủa sao không thấy ai ta? Mở cửa rồi hết đi. Dĩ gheo. Gần nè, gần nè. Một thằng. Ôi, gần gần gheo, trước mặt gheo. Trước mặt gheo luôn, quay nhỏ nhỏ ở gheo ơi. Ủa mày ở ngoài biển mà. Một viên à, một viên nữa. Có Việt Nam đi tèo nữa rồi. Tèo ai nghi nghi nữa rồi. Trong nhà, nhà đối diện anh à. Bên trái em á kêu. Mẹ sao không thấy gì hết trơn vậy? Để nhanh em bị ép rồi. Tới 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 tới. Trong nhà còn, trong nhà còn. Cuối chết trong nhà, trong nhà, trong nhà, cuối, trong nhà, cuối. Nhà nào?
Rồi thấy rồi. Trong nhà, trong nhà, trong nhà. Má mình bắn dở dễ sợ luôn. Vãi cá nồi. Má bắn đúng chỗ luôn. Bỏ luôn, ra lấy súng luôn. Năm phát nè. Bắn thất vọng vãi cá nồi. Ngủ quá. Nãy giờ tụi nó mất xi mà tại thằng kia nó không chịu chơi chơi. Tại thằng mọc trong gum đó. Ôi. Trong gum mà sống ở Texas á. Texas. Texas luôn. Em làm gì mà cứ nhắm vô eo rồi vậy. Nó không nhường lót chơi chơi. Ý. Ngồi buồn ngủ. Đây có ai cần máu không? Bảy máu nước đây nhiều nữa. Đây, kêu okay. Em không nhường slot. Đây này, đây này kêu. Đây nè, bên đây nè. Kêu đó. Tại vì em nói em nhường cho anh là em đi chơi với gái. Cho nên anh ai? Thích. Em chơi với gái ai? Chơi với con gái. Đúng không? Tại vì có cớp với... anh không được. Ở chơi với gái à? Anh thích anh. Tôi không có cớp, anh không có cớp, quên. Anh đâu, anh đâu? Đâu? Ông đưa cho ngáo đi, đưa cho ngáo đi, ngáo đi. Anh không có súng dài. Ủa, nãy giờ em chưa lượm nón quá trời heo. Má anh bắn mắt dở luôn đó thiệt. Bắn cái thằng mà nhảy ra khỏi nhà bắn không chết. Trời ơi, đây cái phết nữa nè. Trời ơi, máu phết quá chừng luôn nè. Mày mà hiểu sao trái lựu đạn của nó hồi nãy đúng lâu luôn á. 7 giây. 7 hay 6 giây đó. Phải canh nha. Em tưởng nó quăng cái gì. Ai ngờ vừa mở cửa ra nổ cái bùm. Trời ơi, nó có hai cái gì? Nó có hai cái về canh được ạ. Trả lời đó. Trả lời. Phải nói gắn mới mua cái bàn phím vô chạy nhanh hơn bàn phím cũ. Bàn phím cũ như nó xài pin nó yếu. Ống không ăn nó chạy đi trong gì. Coi có súng nhắm mà Ngáo có súng nhắm đúng không Ngáo? Chắc không anh. Ừ. Tiêu rồi. Cái này mình Ủa? Mình chưa đến 14 là ai bắn rồi. Anh bắn. Chỗ chỉ ai có súng nhắm. Không ai có súng nhắm hả? Không ai có. Đang bóng 16-4 này có gì cấp 4 không? Không, tôi có cấp 2 rồi. Cấp 2 có rồi, đang gửi cho cây 16-4 nè. Đang gần cấp 4, táp cho đã. Em dư cái cấp 4 nè. Ok, giữ giùm anh đi. Ok anh thầm. Quăng vô Pai Nan đó, quăng vô Pai Nan cho ổng lượm. Anh đang ở Pai Nan, anh đang ở Pai Nan đó. Quăng ở đó ngay kho Pai Nan à. Ok. Qua không bắn nha. Ừ. Okay. Ai cần đít 14 không? Anh cần. Cần luôn hả? Là anh Khao. Cái gì? Đưa anh gì? Không, anh đâu cần cấp 4 đâu. Mà anh lấy luôn. Cấp 4. Đây. Ê, SKS à. Cấp 4 ngốc không hiểu. Ủa anh em đâu xài dưới kìa. Này, ê, cho cái này nè kêu. Kêu. Dạ. Ta định lượm cấp 4, lượm SKS rồi này, lượm lẹo quá. Có gì ta cầm đứng nha. Ok. Ok anh. Đừng có cấp 3 luôn.
tin vào lời ông Bum. Bum 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 bum. Đó là hố sâu, là cam bay tình yêu. Trong cái nhà vệ sinh nhỏ có cái vertical kìa, ai muốn lấy không? Vertical grip. Vertical là gì? Cái cầm dọc á. Cái cầm dọc. Cái flash hider hay gì đó của AR. Có ai cần nước không? Đang có đuôi đuôi SO. Có ai cần còn nước không? Em cần nước, cho em nước đi. Dưới người cho. Đấy, cái cầm hồng đỏ là sấy ok không phải ta? Đúng rồi. Cái cầm đỏ để sấy. Ừ. Nó không đỏ đỏ đứng là ok nhất. Nó chỉ giật ngang thôi, nó không mấy. Nó lộn, nó chỉ giật. Đúng rồi. Phải không ta? Lâu quá không bắn qua nè. Cái cầm đứng là để giật ngang. Cái cầm đỏ để giật Nói chung hình như cũng tùy lại súng chứ không phải cây nào cũng giống cây nào. Cái cầm đứng để giật lên, cái cầm đỏ giật ngang. Giật ngang là nó kèm được cái giật ngang hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Kèm giật ngang. Như là ví dụ em M4 á, M4 á thì dùng tay cầm màu đỏ thì vậy. M4 thì giật ngang. Em đâu M5 thì giật dọc. Có M5 nữa hả? M5 là MP5 à? À. Đâu là hổ sâu làm cái tình. Ai thấy giáp 2 la lên cái nhỉ? Ủa, ai mang cái kết vậy? Gheo. Gheo. Nè, có gheo đủ rồi, gheo full phụ kiện rồi. Có băng đạn thêm của SO nè. Ai lấy không? Bên kia xong đang qua đường, qua xong kìa. Đường bắn trên đường thứ 15. Khu nhà đó kìa. Thấy luôn. Đây có băng đạn nè anh Khao. Anh có rồi, rồi đưa lên luôn. Rồi bỏ đi, bỏ xuống đi, đâu rồi? Có ai bắn K vậy? Rồi bắn K đâu? Qua cầu đi, hồi quá không được đó. Hay hay hay. Confirm luôn hay sai, confirm luôn. Ồ, đang chơi chung con thằng. Confirm đã, confirm nữa. Đang chơi chung con thằng Việt Nam. Chicago Dave. Hãy đứng dưới tự backup cho nhau nha. Trong nhà có không? Không, anh không thấy trong nhà, nhưng mà tự backup cho nhau nha, anh đi dưới ngáo á. Dưới nhà, ngay chấm 4 á. Không nghe giùm em nha. Gần lắm. Nghe gần lắm. Em. Ồ. Thính gần mình nữa nè. Đang lên kìa, ngay cái cây kìa. Hai viên rồi. Ơi, sorry. À, không sao. Chết rồi. Wow. Ê, đâu thính trước mặt mình vậy, thính trước mặt mình vậy. Đúng rồi, thính ấy. Đi bò luôn á. Bơm nước cái. Ủa rồi nó có nào có cầm bê hay gì không anh? Cầm bê hay flash hay đồ gì? Nó dưới nhà đó mà đâu ai xuống được đâu. Có hàng hướng 100 nha, hướng 100 bên kia bờ đập. Ai cũng trên núi hết, đâu ai xuống dưới đâu. Có người nha. Ngày hùng hết. Không thấy. Tính chưa rớt, đang rớt.
Nó còn hai lon nước à? Buồn lấy cốp nữa chứ. Anh cho anh lon nè, ngay đá nè. Ok, thank you. Nào, không có nói. Ai cần máu không? Có ai cần máu không? Không, 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 không. Không, không. Đủ rồi. Nè, ông nói lấy cốp xấu của đồ kia. À. Thôi kệ mà, bo nhỏ thì cũng cần. Lỡ rồi. Hồi nãy mình cũng quên đi. Hồi nãy bắn gần vậy mà Rít mất máu xịt cho ta. Mấy cây mini, ấy quên cây cái súng này nó yếu máu dữ vậy hả? Nhiều khi xước ngang em. Ơi tính. Rớt ngay cây nè. Cây có gì? Up up với MK nè. Ai bắn up đi, ai bắn up đi. Lên tìm, đá đè, đè, gốc cây á. Thằng đó yếu rồi, ngoài sau cục đá. Bò vô. Ngoài sau cục đá nha. Bò vô nha. Bò đào đó nha. Chạy bò nè. Hay em. Ở ngoài có hàng ngay cục đá. Bò kêu. Cover. Anh đang kêu nè anh. Chết rồi. Vô. Em lượm mới đạn chứ. Thôi bo 5 đụng đau nha, bo 5 đụng đau nha. Hình quá, em lút được cái cục bè. Chưa trên đầu nè, trước mặt nè. Giáp mình giáp 1. Về khu nhà, đánh phải luôn anh. Đi. Nhà luôn. Trong nhà có. Không phải trong nhà. Ở dưới hố. Gần hố ở đây bắn lộn. À, gì này nó không ba. Chơi chỗ nào vậy? Hướng 95. Nó chuẩn bị nó sát cái mí không? Ốp nha, có ốp nha. Ốp ngay kho đôi á. Thế. Sượt băng tay. Kho đôi nè, nghe tiếng kho đôi nè. Tới cục đá. Cái đầu nghèo. Cục đá gần anh đó. Rồi thấy rồi. Nghe kho đôi luôn. Trong kho đôi. Hai. Không, thằng khác kìa. Nó là hướng đường kìa. Trong kho đôi nha. Chừng sau lưng nha. Có thằng trong bò ấy
chỗ em chấm. Về 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 khu nhà anh ra anh sao? Hết đạn rồi. Đạn gì? Đạn gì? Đạn 7. Đây nè, đây nè. Ồ, 7 không có dục hết rồi. Có thằng nghe cục đá trước mặt em nè, 25 á. Không biết nó có chạy đâu chưa mà nãy em bắn rồi đó. Nè 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 nè. Bây giờ chắc nó vô khu nhà. Kê cái kho nè, cái kho nãy còn thằng á. Nó chạy trái. Để em lên trái với anh luôn, lên đồi luôn anh. Kho nè, kho ra nè, kho ra nè. Ngay sát sát miền xanh luôn. Còn 5. Còn thằng nữa, ngay kho luôn, ngay kho bó xanh luôn. Ngay cục đá bự thiệt bự luôn. Up 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 up. Ngoài bo, ngoài bo, ngoài bo. Chết luôn rồi, chết luôn, chết luôn. Cover anh cái nhanh, anh bơm máu. Khói, 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 khói. Còn một team nữa. Còn, chắc còn một team. Em nói bên nhà bên kia. Ừ, bên kia đường á. Bo bên kia là chết mình đó. Ờ, nó phải qua mình rồi. Có nhà nha, ké nhà trước nha. Ủa đâu vậy? Trời ơi, cục đá dưới chân. Trời ơi, hàng chi nó bắn trúng. Gheo gheo ke ke giùm nhau gheo. Từ từ, đang cứu, đang cứu, đang cứu. Cục đá trước mặt em á. Rồi rồi rồi. Nó chạy một hàng chạy qua lỗ nè. Bắn đi em, bắn đi em, bắn đi, lên. Bắn đi. Cục đá yếu rồi, cục đá yếu rồi. Cục đá yếu rồi. Hai thằng, hai thằng, hai thằng. Nó nằm. Heal đi, heal đi, heal đi. Hai thằng, hai thằng. Nghe cục đá anh quăng cái bom đi anh. Hy sinh luôn đi. Còn có một một vào, một một vào. Tụi kia nóc luôn rồi. Hay em, hay em. Còn cuối nha, còn cuối nha em. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Ủa win luôn hả? Sao nó không hiện vậy? Ừ, win rồi. Em nóc hai thằng rồi. Win luôn mình hả? Đó. Trời ơi, top 1. Chó đẻ này nó chơi nằm đồ cỏ, nó nằm chơi. Win top... luôn hả? Ờ, win luôn. Bởi vì mình nghe tiếng sọt 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 sau cái bên mình. Hai thằng luôn á. Một thằng ngay chỗ ngáo, thằng trên cái đồi xíu. Dưới cái đồi xíu. Ừ, win rồi. Toàn đồ cỏ nằm lết như rắn. Ghê vậy trời. Dạ, em chạy tới em nóc hai thằng rồi. Ừ. Em mới kêu quăng chứ lựu đạn vô đó, hy sinh luôn đó. Trời ơi, nãy mình còn có, không có lựu đạn, có lựu đạn mình quăng rồi. Mà nãy mình còn có một giọt máu. Nó tập 1, 1 kêu. Ngáo đã trở lại rồi anh Tèo ơi. Ngáo đã trở lại. Mà giết 3 người. À, thính quá trời thính, khó chịu quá. Ờ, cuối game mà em thấy em toàn là nón 3 không? Em đổi cái nón 1 ra mà đỉ mà gặp toàn nón 3 đồ cỏ. Em cũng toàn giáp 1. Không, em không lệnh được cái giáp 2 mới luôn. Một từ đầu game tới cuối game luôn. Mà cái hùng lên gần là nãy mấy bộ được. Có hai cái nón 2, hai cái giáp 3. Có hai cái nón 3, hai giáp 3, một cái op, một cái mk. Sao nó không cho 3, 4 bộ. Đâu có em. Em tham thế, em cho nguyên cả team là chết luôn. Em cho nguyên cả team là chết người ta. Hai món là đủ chết rồi, đừng có nguyên cả team. Hai món đội đồ cỏ nó bò sọc 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 sọc. Bò em... đi rắn cái đĩ mẹ đéo thấy nữa. Em thấy cuối game không? Ai cũng đầu 3 hết trơn ha. Được quá. Cái flare gun nguy hiểm quá. Ở đâu có cái áo của Gigabyte mặc nó gì không? Ờ áo này tôi mua ở Việt Nam. Nó gửi qua cho tôi.
Không phải nó gửi qua mà thằng thằng bạn nó đi Việt Nam đem qua. Có chục cái luôn á. Xong bùm vô em ra rồi. Ờ vô nãy giờ em ra rồi. Ờ mua chục cái luôn, mà nhiều team lắm chứ không phải có team này không. Mua mặt đi. Cùng thái à. Dạ gì vậy, gì gì có mình nói vậy. Gì vậy? Gì vậy? Cái đó thì tới bạn đúng bạn. Không, à bên Mita nói chữ risk it gì kìa. Nhảy quá vậy. Ai biết. Bên tèo á. Tài phone, ủa cái mic của anh Tèo là mic laptop hả? Hay là mic của cái tài phone? Tài phone. Vậy sao nghe nghe rõ dữ trời. Đâu mới không có bật cái noi. Ừ, đâu có bật cái noi gay đâu. Đồ xịn. Đồ xịn. Trời, khao cứ. Trời, không, hắn không đến nổi, khao không đến nổi. Ủa? Đồ xịn, lọc âm làm gì? Trời ơi, cho đạn, cho súng, không, à có rồi. Ừ. Bỏ đạn xanh lại đây nè. Anh là... Mít của anh là lọc âm hết. MBB nè. UMB chứ, MBB. Ao. Lỡ tay, lỡ tay. M16 đây nha. Em quay qua cái, sao nó dính chuẩn như người ta. Chuẩn. Không thiệt, cái này nó thiệt, em quay qua cái em bị dướng dướng cái bàn phím nè. Một viên. Mà ủa mà làm ủa anh, em bắn anh ngay đâu mà mất nửa cây ghê à. Trời ơi có giáp đâu. Cây cỏ. Mà ủa em nhớ cái đó hướng vô chân mà ta. Có giáp đâu. Ơi là đạn 5 à. Em có máu nè. Ừ. Em có máu nè. Ôi. Không có scope gì ta. Khu này sao nó nghèo một cách bất ngờ vậy ta. Thôi em qua chơi đây. Không có scope gì hết. Ô tận nghe đây. Ờ anh có rồi. Giáp cái này nè. Giáp 1 cái này nè. Thương. Vô im đây. Ơi. Từ heo anh đi hướng thôi. Không có không có cái sậy. Anh thấy nó luôn rồi. À, rít đi chung với Gale đi, rít đi chung với Gale đi. Hai thằng bên anh. Ê tụi ốp nữa kìa. Rồi bị KS luôn à. Nguyên tiên ốp kìa. Trên khu nhà má. Thấy rồi. Thôi được không? Chưa. Chưa. Hết rồi anh. Hết rồi hả? Hết rồi. Không cái nhà bự trên không, này. Không chưa mà, chưa. Nhà bự này em dưới rồi nè. Nhà trắng nè, nhà trắng nè. Em dưới rồi, finally kill. Em dưới rồi, em dưới rồi. Ok. Mày... Trời lẹ vậy. Trời lâu cái hồ cái một hết nguyên team luôn. Nguyên team off đó thấy không. Team mà tối nào mình bắn cũng gặp á. Cứ giấc này là gặp. Có tay cầm đứng ở đây nè. Chó đẻ. Đứng trên lầu ra ớt em trơn. Em bắn 1-4 nha, à có đuôi cho em. 1-4 hình như có xác nào có đuôi gì á. Chắc nó loot hết rồi, nó còn. Chưa mà, có nhiều nhà chưa mở mà.
Ngoài biển này chắc chắn chưa loot nè. Coi nào còn sót không ta. Ờ, cũng có mẹ đâu. M4 không? M4 ngoài này nè, quá chừng. Người cấp 2. Ta cầm dọc đây nè. AK nè. Yên tay cầm với chết. Đây đây anh cầm bè đi. Ú. Dạng này bắn silent. Mẹ này. Một bốn bắn silent cho nó xuống. Thôi đi. Đập silent cho nó phê. À, nghe tiếng bơm luôn. Ủa sát tụi kia có gì không vậy? Không. Không. Nghe quỷ vậy. Vậy chứng tỏ nó chưa loot hết. Được một hai lon nước. Vậy đâu mình đi lút ngoài đây hả? Ai dư tay cầm không? Tay cầm gì? Tay cầm dọc hả? À? Nào cũng được. Tay cầm dọc ngoài biển nãy nói. Đang có tay cầm dọc nè. Đang lấy tay cầm dọc nha. Ngoài biển nè. Không biết có ai lượm chưa không biết nha. Hình như em lượm. Em chưa lượm. Nè đuôi bò 4 này kèo. Lấy đi. Ủa nằm ở nó trong máy xác mà không đi kiếm xuống hả? Biết xác nằm đâu đâu. Tay cầm dọc lượm rồi, có ai lượm rồi. Em lầm ơi, em lầm ơi. Có tay cầm em đó em luôn. Ok. Ờ, Barack Obama nữa kìa. Obama. Đâu có Barack Obama gì về hưu xong lên chơi PUBG gì vậy. Thôi đi, đây làm gì nữa hết rồi. Barack Obama tiến cử 4 năm lên PUBG chơi luôn, chắc thiệt. Úi, nhà này còn sót nữa. Ủa, nhà này chưa loot nữa. Double 4 đây nè. Cấp 2 nè. Đằng 7 nè. K98 nè, K98 nè. Ok. Too much. Nên ơi, lúc nào cũng gần ổng nhất. Không, tại tình cờ vô loot chung nhà thôi. Cái nhà khóa phòng nhỏ trên lầu 2 á. Bơm lấy cầu hòa luôn anh. Bắn lộn nha. Chưa có cóp. Bò sai vậy. Có chiếc bát nha. Cho nè. Hương ơi. Ơi. Chắc đi ăn rồi. Vô mình re. Có 4 dư nè. Cho em. Red kill. Red gamer. Là gì? Gamer. Gamer tiếng Việt dịch ra là gì ta? Game thủ. Cao thủ hả? Game thủ. Ờ. Game màu đỏ hả? Phật thủ. Người chơi trò chơi. Game thủ màu đỏ. Tại sao đặt tên vậy vậy? Màu đỏ tượng trưng cho máu me hay không? Đúng rồi. À, thích giết người. Đó là người chơi ra máu. Chơi gà máu luôn. Được trải mình có rồi. Mà ra đây có nha, nãy giờ quăng bơm không cũng. Đây kìa. Thằng cầm đâu. Top 2 trong nhà nè. Không có trời. Cấp 4 nè. Có 3 đàn không? Mình còn bên nhau. Dưới ánh trăng. Tình yêu đôi ta. Phải kìa. Ước gì vô cái chòi này. Surprise me. Lấy thính không mọi người? Lấy thính không? Thính đâu? Bắn à?
Ê, nghe có súng kìa, nghe có súng kìa. Hết hòm rồi, hết hòm rồi. Hết hòm rồi. Ờ, hết hòm rồi. Nó bắn lẹo quá. À, một game nó cho có một hòm hả? Không, một, bom mới nó sẽ có hòm mới. À. Hòm phải bắn trong bo, bắn ngoài bo là ra xe. Ờ, một bo một hòm. Bên đây không, có một bo hai hòm. Ngoài bo phải không ta? Nghe tiếng là như ngoài bo. Hay là gần cầu gì đó. Khuôn trên đầu. Anh nghĩ là cái chấm chơi chấm anh đó. Khuôn nhà trên đầu. À, ngoài bo có luôn. Ôi ôi ôi. What the fuck? Trên đầu, trên đầu. Trên núi đó, gần. Già địt mẹ nó. Ồ ồ. Nó gặp họ. Chết luôn hả? Không. Chết luôn hả? Ủa sao giống Crozet, nghe giống Crozet. Chết luôn rồi. Ờ ok. Cầm họ. Trước mặt anh cao á ở cái. Đúng rồi ọt. Bắn đi. Bắn đi anh không bắn. Mày bắn đi. Có cấp 6 ngay đây luôn nè. Cấp 6 ngay đây luôn. Nóng 3 luôn nè. Ờ. Em chạy qua kia em ngó trước nha. Cấp 6 đây luôn, mở 24 ngay luôn, em muốn lấy luôn. Lấy nóng 3 đi, lấy đi để em lại cái cấp 6 được rồi. Ừ, đó là, lấy đi, muốn làm gì làm. Tụi nó bắn màu tành ở ngoài bo gì. Anh nghĩ là ngay chấm à, nó ngáo. Tại em không có cóp. Ngay sát hết rồi, lấy đi. Nhiều máu đi. À, mở 24 nè. Ừ. Mở 24 với cái ọt á. Đây, ghê bắn 24 cái gì? Ừ, ghê bắn đi. Thì bỏ 33 cái phết xuống nè. Ok. Có xe lần à? Nó gọi xe luôn à. Xe lần gì? Xe lần gì? Xe lần AR. Không, không lấy. Có nước, có dư nước không? Có dư nước không? Có dư gì nước không? Thằng đó có đúng một bình nước anh lấy luôn à. Giờ có... Nè, giờ có một bình ở lấy đi. Nó còn ngoài đó em ơi. Thính, thính ngay chỗ ấy luôn kìa. Thính ngay chỗ con Gale với con Grid á. Thính ngay chỗ con Gale với con Grid. Đi tìm cái giáp mới rồi. Ôi đụng sao bắn rồi. Ôi. Tìm mình đi xa thế. Anh bắn ở đâu vậy? Ngay cây nè, ngay cây. Ngay cây bên phải em á. Chấm nhanh, ngay phải em luôn. Còn khói rồi kìa. À. Bị backup bên phải, sát phải luôn. Sát bên phải luôn. Đổi vị trí thì nó biết rồi. Yếu luôn rồi. Trời 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 khu nhà em lên. Nó còn nghe. Bo vô nè. Ngay cái cây luôn em, ngoài bo luôn em. Đúng rồi, ngay đó luôn á. À, ngay đó luôn rồi vậy. Ờ, chết trên đó đâu nữa. Hết rồi phải không? Còn. Còn thằng nữa. Chạy em đây, bỏ đi. Má ăn bồ nó chơi cục súc thiệt, anh nóc nó xong bồ quay ba táp chết anh bồ nó luôn. Mà anh vẫn được kill một phải không? Không. Không. Ủa vậy mới, là không mới được là không được kill. Hiểu không anh? Hình như bị cá hết em ơi. Anh bị là không được kill. Anh giết bồ nó xong cô hàng bồ của nó quay bắn luôn, bắt đồng đội luôn. Ủa, em tưởng vẫn được mà. Không. À đâu được. Khi nào mà đổi cây em. Anh vẫn còn không kill nữa. Trên đồi ấy. Nãy nó bắn mình đó. Giờ nó đứng dịch. Miss cái đầu nó xíu. Ôi
Chốn viên à. Bắn đâu thì tao bắn lại. Chừng ê tụi có thính nó chạy qua. Cái thằng đó chưa chết ngoài bo nha em. Nó vẫn còn nha. Cái thằng sót chưa chết hồi bò đó. Thằng bò của nó hả? Ừ, thằng sót á, thằng mà nãy mình tưởng mình còn thằng sót mình không bắn á. Nó chưa chết hồi bò rồi, nó còn á. Trên núi, trên núi. Núi sợ, ép đúp. Thằng lái xe vô nè. Nó đó. Nó đó, nó đó. Chạy qua rồi, chạy qua rồi. Mát nào bắn đâu. Núi á. Vô bom mới đi, 3 giây nữa. Bắn ra ngoài. Ừ, vô bom mới đi. Ba em lại, ông lại giờ em lấy cây này bắn xuyên qua mặt nó. À, bắn cây nào, ê có khi nào mà em vừa bắn. Thằng nha, nha. Bên đồ bên kia. Bò đang vô á. Rồi, em sẽ cho nó biết thế nào là Như Lai thần trưởng. Đồ. Oh what the fuck? Ủa? Ủa? Tao Như Lai thần trưởng. Ủa sao nó xuống đây giờ mình bắn mình chĩa lên kia mà. Ê, hey, bên trái có, bên trái có. Yeah, bên trái gần nè. Mình chờ bên trái trước anh ơi. Không phải nè. Đúng, ê, gần, 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 gần. Gần lắm, gần lắm, gần, gần lắm. Móc, móc, móc lớp nó đi em, móc lớp nó đi em. Tùm lum nữa chứ. Á vô mấy bo này hồi nào cũng còn hai mấy rồi. Đợi xíu nghe, đang bùm nước. Ủa, đang bùm, bên đây. Ở gần nè. Gần lắm nè. Thấy rồi, thấy rồi. Ôi, nó thấy, nó thấy, nó thấy, nó thấy. Oh shit, oh. Ai? Con hàng ít trời ít mấy phải anh luôn á, anh sao? Ừ, nó bắn trúng rồi nè. Nghe cục đá bự luôn nè. Em nóng màu vậy. Cháy lửa, cháy lửa, cháy lửa. Kêu quá. Yếu quá, yếu quá, yếu quá. Ngoài sao cục đá, ngoài sao cục đá. Hướng em vậy. Úi, trời ơi. Ê, nó bị anh khác bắn, nó bị anh khác bắn. Ừ, anh khác bắn chết rồi, lia này, lia. Cứu cứu lại 30 giây chết mẹ, cứu em không kịp. Ôi. Quên, gheo chết hai hả? Mẹ. Quên. Anh cứu ngáo cho cứu cứu ấy đi. Trong trong xác em có máu nhiều lắm. Em ném smoke nha. Quên. Bò vô, bò vô, bò vô, bò vô, bò vô, bò vô. Sáu giây, 6 giây, không kịp rồi, không kịp rồi. Không, bao nhỏ, bao nhỏ, bao nhỏ, bao nhỏ, bao nhỏ. Mà mình sẽ... Anh hết máu rồi. Sáng em có, sáng em có. Anh có rồi, anh có rồi. Má này em quay qua em bắn kia luôn mà nó mũ ba, má chứ không lại chết với em rồi. Ừ, nó bị tụi trong nhà bắn rồi xuống giờ tụi trong nhà. Nhà có coi á, nhà có thính á. What's up people from Hyper? Bị KS nữa. Vô bò em ơi. Chó. Bò vô. Ôi. Hey.
phải được không? Thằng đang đánh nó phải nè. Thằng đánh nó phải nè. Dạ. Ôi bên trái. Cứu được. Ngay cục đá luôn, ngay cục đá hướng 190 bên kia đường. Gần cái cây, cái đá sát cây luôn. 190. Hai giây. Quăng khói đi, quăng khói đi. Máu rồi quăng khói. Anh có khói xa rồi đó. Bỏ nha, cứu không được. Má tìm tôi chắc còn 4 thằng quá. Má bắn trước luôn mà bắn trúng một đá. Má vừa đáp xuống. Vừa đáp xuống. Anh nhảy được cái đầu nó kê cái sao. Trời ơi, tìm còn 3 thằng mà tụi nó núp rồi. Trời ơi. Anh nhảy được cái đầu, anh né được cái đầu. Tức quá. Ông đi thua cái kìa. Ok ok. Man so unlucky, fuck. Còn 3 thằng mà núp. So unlucky. I dropped the first shot from him, but the second one Cái nhảy cái anh né được viên đạn đầu, nhảy lên là nó bắn hụt. Cái nó canh vừa rớt xuống nó bắn cái nữa. Mấy khí độ trên đầu này đủ má bắn cả ít. Vậy mà nó ba đứa tụi nó còn ở trên đó không nhúc nhích nữa. Cái đòi ngon quá. Mấy ba này nhét vãi, trời ơi, có thính hết luôn rồi. Thằng nào có thính hết không? Ba không? Chúng nó núp. Còn mấy súng đam to. Được quá. À. Thì tụi này là cái tụi nãy nó lụm thính bên Paradise. Không, cái tụi này nãy cái tụi mà nó bên webcam, trên đầu webcam bắn. Cái tụi mà đứng trên đồi của ba cái kho á, nó đứng ra từ đó, từ đầu game, cuối game. Bây giờ ta? 2:45. 2 giờ rồi hả? Hồi cho em nghỉ quá. Nãy nào nói chơi thức suốt mà, đêm. Mai em phải dậy sớm, 8 giờ phải dậy rồi. Dạ yeah. Ok, thành cho em. Em đi chạy. Mai em đi chạy xe. Chết người rồi. Mai 9 giờ chạy. Để em cộng 1. Thương ơi, cho em thương. Vô chơi cái. Thương vô kiểu vô chọc quê á, chọc quê thằng gheo á. Kiểu như bà vô đây là bà nghe nè, chứ bà không thèm trả lời. Ba ngày nay ngủ có 4-5 tiếng rồi. Vậy đi ngủ đi cu. Ngủ pha ly cà phê vô. Cái rum đồ ta chết. Một lồng ly cà phê. Pha ly cà phê vô rồi ngủ uống cái rồi ngủ.
người ta nói là lấy độc chi độc á. Má, mà em mày muốn biết sao chứ cà phê má. Cà phê với trà. Cà phê in. Có. Mà dở lắm, bên gheo dở. Bình thường cũng dở. Chị uống được coffee. Alo, mọi người đang đợi ai thế? Bên đây đợi Grip. Nó dở kinh khủng, cứng ngắc. Ừ, má nó dở đúng rồi. Thành nha, hôm qua tôi nói tôi lỡ tôi cứu Thành. Tôi cho máu Thành, Thành cũng gán bắn tôi nữa Thành. Bắn đâu? Tôi buồn Thành quá mà Thành. Giỡn mà. Cái khúc ở ngoài bãi biển á, hai người mà lại là cứu á, là tôi với thằng Git á, Gút á. Đâu bắn? Ủa? Lúc đó Thành không, chạy không. Ra chạy biển hả? Ờ, dạ. Cái lúc đó có bật mic trong game không? Không, đâu phải Thành đâu. Thành giữ AK98 á. Không, cái lúc mà ở ngoài bãi biển á, có hai thằng công sau lưng Thành á, cầm UMP á. Chạy mẹ luôn đó, dám quay lại. Ủa, Gheo bị chơi à? Ờ, Gheo nó rồi, nó nói đi ngủ mà. Nó qua... Nó qua nó nói chuyện với Mai Thương rồi. Nó không chơi tụi mình nữa. Đi đi, đi nói chuyện với Mai Thương đi Gheo. Thương ở trong đây mà nói chuyện cái gì? Ngủ đây. Cái đó là một cái tín hiệu phải không? Thay vì nói bây giờ mình ra tín hiệu là ok Thương có mặt rồi nè. Bắt đầu mình qua mà room Thương mình nói chuyện nhé. Ô Thành không chơi à? Không. Thành không chơi. Chơi xong mất công hôm nay ngủ 3-4 tiếng nữa mà. Ừ. Mai chạy xe nó phải đầu óc tỉnh táo. Không. Tỉnh táo. Mẹ hồi nãy cho ngồi học em mém ngủ trên bàn thiệt luôn. Nó buồn ngủ mà ngồi mà cứ kìm kìm cho nó không ngủ. Hai giờ tới hả? Holy shit. Sắp sửa 3 giờ tới nơi rồi. Nói lên cái răng này hình như ai cũng bắn bén á. Anh có cảm giác như vậy. Răng gì? Răng cái ấy nè, skill nè. Răng skill á. Chứ phải chảo vàng nha, chảo vàng thì nói làm gì, răng skill. Bắn bén rồi. Vậy đâu? Ok. Ngáo gì lại chưa? Về thăm nhà Gheo coi, Gheo ngủ chưa? Này lát con Mai Thương nó đi nè. Ghê lắm. Hai đứa này nó thân trên mức tưởng tượng không? Trên mức cho phép. Mình rất là nghi ngờ. Mình phải post những cái bài vậy cảnh báo cho con Mai Thương biết. Dụ dỗ cô giáo. Để cô giáo đi tù. Có luôn nè. 4 người. Mà chưa hướng đúp một hướng nào một đứa nha. Yên mình. Chưa hướng nào một người. Ủa trong này có hả? The fuck. Oh. Địt mẹ nó tưởng nó nhảy ra chuông hết rồi. Quá nhi kìa.
Dưới chân Red. Đó nó mới lầm đạn rồi. Người nhà, người nhà. Ôi, lòng ba yếu rồi. Sao quá. Hay cầu thang luôn ấy. Cầu thang lên lòng ba. Cầu thang chính. Sao, sao chết bồ nó vậy? Rồi hay vậy. À, quá gì bị bắn à? Cứu được ông Ly à. Thấy chưa? Thấy có mày thương đi chưa? Thấy chưa? Hú hí hú hí. Xin chơi ké. Ồ, xin chơi ké trả lời xong với rồi kéo qua room ẩn luôn rồi. Hư lắm, hư lắm. Hả, công nhận mình barrel mình sấy dở thiệt ta. Sấy hụt hết luôn. Má nói gì nói hôm nay đúng 12 giờ rồi phải ngủ. Làm sống đang ngủ. Ngủ thì ngủ luôn đi chứ đúng 12 giờ rưỡi nữa. Mai thứ 6 này thôi. Đúng rồi. Mai off hả? Mai được nghỉ vậy? Mai nghỉ học mà. What the fuck? Mà vẫn đi làm. Mấy giờ làm? Em 9 giờ làm. Ngủ 6 tiếng đủ rồi. Anh ngủ 6 tiếng không nè. Đấy, đấy. Mai nghỉ. Được. Đi tiếp đi. Thoát ra đi. Đi ra. Thoát ra ngáo rồi. Đó bạn. Tụt ở mai thứ 6 rồi ta. Sáu rồi mẹ rồi còn đâu nữa mày. Ủa? Nhớ rồi, tóc em. Ao hết hả? Ờ, thêm người nữa, thêm người nữa. Thêm một ngư nữa. Em đi. Rồi mời đó. Đã yêu nhau từ bao giờ? Ôi, trời ơi, buồn ngủ. 12 vị vua quỷ kinh khủng nhất trong thống trị 12 tháng. Thống trị 12 tháng trong năm mà mình đọc và tưởng đâu thống trị 12 quận chứ.
nhớ đâu nè. Nhớ đâu? Thôi carbon đi, carbon đi, carbon đi. Ok. Trời, nó nói chuyện luôn kìa. Có tiếng 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 Mễ trong đây nữa, nói chuyện luôn. Đó. Ôi, có thằng gần kìa. Nhìn sâu lít anh á. Nó kế bên nhà mình luôn á, ngáo ngáo rồi, qua chờ nó luôn. Em ở nhà lầu 2 này nha. Nó có mình luôn ở nhà nâu 2 tầng bên phải em á. Ờ nghe nó chạy. Nhà có ma đơ canh. Anh qua luôn nè. Đông lắm, đông lắm, từ từ. Nhà ma đơ canh qua anh nè. Ông nó đóng cửa. Đồ xanh. Má bò bắn nhau nữa. What the hell? Vãi loàn thiệt, hai bò bắn nhau nữa chứ. Đang lướt xác kìa. Ờ thề luôn không có thấy cái thần. Mà bắn ghê quá. Ngồi nhà một thằng ăn thôi. Đâu, hết rồi. Còn, còn, còn. Hết một tim. Lên coi. Thành có máu không? Để coi xét tụi này có. Ồ, tụi này có máu rồi Thành ơi. Dưa ta cầm dọc nha. Má bầu cho kê dao bắn chứ chắc máu. Trời súng mày đẹp. Nó gần hết rồi mình. Trời. Đâu? Đâu à? Trên này, trên này. Hello.
What the fuck? Bạn nói nhiều. Để không giết mà nghe tiếng nó nói rồi giết luôn. Trời, cái tiếng nó đúng vãi luôn. Ủa sao bộ nóng qua ta? Thằng này có 6 nè. Anh lấy đi em có. Mấy nghề có rồi, có rồi. Đúng chói tai luôn thiệt. Má súng con này đẹp dữ ta. Cấp mập. Còn này mấy tiền nè. Còn thằng nữa mà đúng không? Kiếm nó đi. Còn thằng nữa đâu. Gần đây à, không đâu đó. Còn buồn không em. Ý nó quăng này kìa. Ồ, không, nó quăng net nè, nó mới quăng net nè. Để, em quăng trên đây chung nó nè. Đây kìa, cho follow mẹ. Ôi, trong nhà. Trong nhà. Nhà này. Nhà đây nè, kế bên nhà em á. Rồi bắn lộn người rồi con. The fuck. K98 dưới này nè. K98 dưới này nè. Có bê rồi này, bắn lại tiếp không mà anh. Không. Bắn đi. Trời, cái gì đâu, mới đây còn 20 mấy thằng hả? Sao nãy giờ không thấy thằng nào có nòng súng hết ta? Kì nha. Có đuôi màu 4 nè. Không. Anh cần chích bát. Chích bát nè. Giữ cho mình đi. Thính gần mình nè, hai thính gần mình luôn nè. Nhà chơi luôn, nhà chơi luôn. Nếu gần cho thật ca cũng không gần lắm đâu. X4 nè. Ai bắn X4 không? Anh có à. Hello. Thành bắn X4 không? Xe. Không phải, bye bye. Hai thính gần mình đúng không? Giờ mình ra mình đụm xác hay không? Đụm người không đụm thính. Phụ kiện nhiều nè quá. Còn mới bo 2 mà ta. Chết nhiều dữ. Rồi, KV xuống nè, thấy một thằng KV nè. Hai thằng KV luôn. Sao đá rồi. Ừ.
Má bắn gì bức ba thằng luôn. Chỗ đó luôn hả? Hai đội khác nhau, đội gần đội xa. Hai thằng trên đội KV, một thằng trên đội gần. 175. Đội nhỏ không? Ừ. AUG nóng bắn. Hello anh Nghi. Hello em. Trời lên Sài Gòn bêm bêm đấy chưa? Bêm gì anh là người bêm. Thôi nóc luôn kìa. Đồ fuck anh nóc trong khói luôn. Bắn dở bật lại này. Report. Bắn dở mà đặt nó trong khói. Em công từ hướng này lên được không? Được. Được, lên luôn. Lên luôn. Nó trong cái khói á. Tối nay anh quẩy phát nữa là về Vũng Tàu. Ừ, tối nay chắc cái nữa là về Vũng Tàu. Nó chạy rồi, nó chạy rồi, nó chạy sau sau bà đồ kia rồi. Ừ. Coi thử mấy tiệm cái bên. Còn mà còn em, còn em còn, còn còn. 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 Bên phải anh, bên phải anh. Mới cứu xong á, còn hàng. Cùng với người cần lọ bộ qua đi bắt xa về ngủ. Cùng thằng luôn á, thằng đó là cùng thằng đấy nóc luôn á. Nó mà nó đừng giết nó. Một hàng flanker luôn á. Ủa nó chết luôn hả? Hướng khác bắn. Đây nha, đánh giá mày. Không có thấy, thề thiệt. Má. Em cứu anh được không? Không biết, anh xui, nó quăng nét rồi. Quý, ê, trên đầu anh đó, cái ơi. Nó đẩy lên giết kìa. Thôi chứ hàng bên phải anh, trên đầu anh nữa, em không nhớ bắn. Ờ, nó kiếm anh à. Một viên rồi, chân rồi đó. Nó đang kiếm anh à. Sao cục đá nè. Bên trái em kìa. Rồi, nóc rồi, nóc rồi. Nóc rồi. Kiếm thằng cao cho bằng được. Má, nó dí mình, nó giết cho bằng được hết chứ. Bồ nó bằng khói cứu à. Nó đang cứu, đang cứu. Cứu được rồi đó. Chạy đi rồi. Hai em ơi. Hai. Hai thằng ơi. Hai. Quá hay thằng ơi. Má bạn cái giáp 1 luôn rồi. Anh có giáp 3 đó, anh có đóng 3 giáp 3 luôn. Thôi con mắt. Nó sát anh đóng 3 giáp 3 luôn. Gần á. Máy gì mà không trúng đầu. Ôi, giống không nắp cả, hai viên rồi. Rồi đòi trái em, cái đòi cao nhất bên trái. Đó trước mặt em nó luôn. Ừ đúng rồi đó. Em mới nhìn thấy luôn á, đó. Chờ lên xíu em. Nó xuống đồ rồi. Ừ, nó đang bán dưới một carry á. Nước máu gì không? Còn cái cục đá có nhiều sáp lắm á. Nổ nước không? Nè. Máu. Ồ, có nhiều rồi. Ui, giàu vậy. Lên sát theo lượng mới nấu hai vô kìa.
Ở nó có con Thành để lại rồi phải. Bên kia sau lưng cục đá đó. Rồi có rồi. Nó em không bị sao. Trời ơi còn ra lút nữa hả? Đột máy quên thằng này đéo có cái. Lại lên 30 giây chạy chết mẹ cái kìa. Trời. Dở kìa. Máy gì mà không ngay đầu nó trời. Đang nhiều em. Xa mà, cái này chắc có phải gần cây số á. Ghê dở quá. Đâu có 300 mét à. 300 mét hả? Dạ. Phải để cao lên xíu nữa được. 1, 2, my bad. Ủa 300 mét mà sao nó nhiễu dữ rồi. Đúng rồi anh, cỡ 200 là ca nó nhiễu rồi. Trăm mà trăm là ca nó nhiều. Một trăm còn thẳng với hơn trăm xíu. Đâu nhiều thứ tự. Không thấy vậy chứ gì, mặt thì ông bắn cỡ 150, 200 rồi cứ thẳng tầm rồi. Ê, khu nhà có người anh ơi, khu nhà có người, khu nhà có người. Không biết tụi bên phải thấy mình không ta. Bên phải nó đang bắn rồi. Bên trái mình khu nhà là có người. Khu nhà có người đấy em. Tụi bên phải đang bắn thính rồi. Vô dưới hàng nhà luôn không đi. Từ 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 từ, mình chưa biết nó ở đâu mà. Ke nó hướng biển nó chạy vô ra. Đó nó mới bắn đó. Bên đây nè. Bên trái đi. Sát biển luôn, anh nghĩ là sát mép biển luôn. Ồ, tụi TTV kìa. Ờ, đám tuyết mà. Đó đó, đó nó chạy ra, băng qua đường qua cầu à. Cầu à. Chó lấy lại gánh bắn gì vậy. Bên chỗ anh Thành có AR combat nè. Anh rít cái cho. Có rồi, có rồi. Chạy cửa sổ chạy không được. Bò mới kìa. Từ từ đi không sao. Good rồi, good. Good. Alo nghe nè, nghe nè. Là làm game cuối nha. Rồi từ từ còn 13 người nữa. Cao chưa xong sao lẹ được đúng không Cao? Chưa, đang còn trong game hả? Biết mà, đang coi còn 13 anh, người. Anh là anh gì mà anh thông báo đi là bên đây có gì lại gặp bị bắn, bên đây bắn phụ chứ qua em với thằng Khánh là bắn phụ, Thành quốc chết hai thằng luôn. Ủa, ngày qua bắn anh đâu biết. Hôm qua là anh bị nóc á, tụi em nó chạy lên bắn thằng Thành nó để cái nó bắn không à... Còn câu gì? Còn câu em nóc hai thằng rồi. Nóc nha. Nó không nhìn tên luôn. Ờ mà đúng cây luôn, còn dục. Tưởng lúc đầu là tưởng Thành nó biết, ta thấy nó lại đứng mà nó không bắn. Dục nước ra nó Thành. Hey good. Nó lại đi đâu rồi? Anh Quá Nhi tắt sẵn sàng của anh Quá Nhi. Chưa đâu, còn trong game mà, lâu lắm. Không mà biết, kêu anh Quá Nhi tắt em miếng thuốc ấy. Đỡ em vô chảy rồi. Vậy cho dễ.
Tập 15, 16 có việc sub chưa? Chưa. Mà tập 17 là nó đánh với lại tụi 6 môn phái á. Thì đó, nhưng mà chắc em nhờ anh có gì đạp giùm rồi. Xong rồi. Ủa, gì đạp bằng cách gì? Lóc gì của bạn, anh chơi nó nạp đó. Nó kêu nó nạp vô rồi đó. Thì là chuẩn bị nạp xong rồi. Bạn Việt Nam hả? Dạ yeah. Nhưng bạn bè Việt Nam nhiều mà... Thì nhờ dạ, trả tiền là quá nhiều sao? Thì chắc có gì để em gửi lên cho, em gửi PayPal lên cho anh Quái Nhi cho. Thì là gì 2 tháng lận mà. Thôi, coi kỳ lắm. Hay là bên đây. Hay ha. Ủa sao vậy? Sao nghỉ? Nghỉ hết rồi hả? Ồ. 2 rưỡi rồi. Quê. Ok. Mai ok, này. Anh lên trên kia. Ok, good night. Ừ. Bye. Bye nhau. Ừ, tụi nó nghỉ hết rồi. Đã đưa nó nghỉ hết rồi. À. Ờ. Giờ team. Vậy anh ấy anh Ly Bánh Bèo bắn xong cái này, anh Ly Bánh Bèo cũng nghỉ nè. Rồi. Thì anh Khao vô hả? Còn Ngáo hả? Đâu tôi nghỉ luôn. Ngáo bắn không em? Ủa nghỉ luôn hả? Ngáo vô bắn à, anh đi coi phim tí. Anh đi ăn cơm với anh quen. Tôi phát giờ ăn cơm. Mắt cộm cộm khó chịu quá. Chào tập 17. Anh em mình kéo qua coi phim đi. Kéo qua coi phim. Chắc cửa cao rồi.